Thưa quý vị và các bạn, đường dây điện 0,4 kV của thôn Lò Lử Phìn, xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc được Sở Công Thương Hà Giang làm chủ đầu tư khảo sát và thi công từ tháng 9 năm 2014. Theo kế hoạch, sẽ hoàn thành và đóng điện trước Tết năm 2015. Đến tháng 6 năm 2015, tức là sau gần một năm thực hiện, đường dây điện mới được kéo xong. Và đến nay, 88 hộ dân ở đây vẫn chưa có điện. Nhất là trong 6 tổ của thôn Lò Lử Phìn, riêng tổ 4 gồm 28 hộ dân không được kéo điện. Mặc dù các hố chôn cột điện đã được đào xong, nhưng khi dựng cột lại không được kéo dây điện. Thời gian qua, trong những lần tiếp xúc cử tri của các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri thôn Lò Lử Phìn, xã Sùng Trà đã nhiều lần đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét với mong muốn nhanh chóng đóng điện và hoàn thành nốt đoạn đường điện kéo lên tổ 4 để bà con phục vụ cho sinh hoạt và phát triển kinh tế. Xã Sùng Trà, huyện Mèo Vạc có 9 thôn với trên 4.000 nhân khẩu. Hiện nay tại xã đã có 6 thôn có điện, còn lại 3 thôn chưa có điện là thôn Sàng Sò, Sùng Pờ B và thôn Lò Lử Phìn. Nhiều năm qua, bà con nhân dân của cả 3 thôn mong muốn có điện để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Được sự quan tâm và đầu tư của nhà nước, tháng 9 năm 2014, đường dây điện 0,4 kV tại thôn Lò Lử Phìn do Sở Công Thương làm chủ đầu tư được khởi công với kế hoạch sẽ hoàn thành và đóng điện cho bà con sử dụng trước Tết năm 2015. Tuy nhiên, cho đến nay, sau gần một năm thực hiện, nhân dân xã Lò Lử Phìn vẫn chưa được sử dụng điện. Thôn Lò Lử Phìn có 6 tổ với 88 hộ và trên 400 nhân khẩu. Theo thiết kế ban đầu, cả 6 tổ trong thôn đều được kéo điện. Đến tháng 6 năm 2015, đường dây điện 0,4 kV của thôn Lò Lử Phìn đã được kéo xong. Nhưng riêng tổ 4, nơi sinh sống của 28 hộ dân với 152 nhân khẩu lại không được kéo điện, mặc dù 29 hố chôn cột cũng đã được đào xong từ lâu. Gia đình bà Thảo Thị Sung là một trong 28 hộ dân sống ở tổ 4. Ngồi trong ngôi nhà mới xây nhưng thiếu ánh sáng do không có điện, bà Sung chia sẻ. Những hộ dân ở tổ 4 thôn Lò Lử Phìn lâu nay vẫn luôn ao ước có điện. Bản thân bà năm nay đã 66 tuổi. Thấy đảng nhà nước quan tâm đến thôn, kéo điện. Không chỉ riêng bà mà bà con ai cũng vui mừng. Khi công trình được thi công, các hố chôn cột điện cũng đã được đào xong. Nhưng tổ 4 nơi bà sinh sống lại không biết vì lý do gì mà không được kéo dây điện. Đối với nhân dân tổ 4 của thôn Lò Lử Phìn nói chung, ai cũng mong muốn tiếp tục kéo nốt đường dây điện cho bà con để bà con được sử dụng điện. Năm nay tôi 66 tuổi, ở tổ tôi thì tôi đã thấy có đào hố nhưng mà chưa có đường dây điện kéo về tổ 4 của tôi. Tôi cũng đề nghị đảng và nhà nước là giúp đỡ để tổ tôi có điện để phục vụ cho sinh hoạt đời sống của nhân dân chúng tôi. Nhưng ở riêng về tổ 4 đây của thôn Lò Lử Phìn có 28 hộ thì đã qua cái khảo sát và thi công thì đến giờ phút này thì bước đầu thì đã khảo sát và đào hố nhưng đến giờ phút này thì không biết lý do sao là không chưa thi công. Thôn Lò Lử Phìn đã báo cáo là đến năm 15 Tết năm 15 có điện nhưng đến giờ phút này thì điện thì chưa có. Hai nữa là cái đường điện thi công thì đến bây giờ mới kéo xong, chưa đóng điện mà đến giờ phút này là chậm. Không chỉ nhân dân tổ 4 mà cả 88 hộ dân trong thôn Lò Lử Phìn mong muốn có điện để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Không có điện nên việc xay ngô đối với bà con nhân dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn. Cả thôn hiện nay chỉ có 4 máy xay ngô nhưng là chạy bằng dầu và so với nhu cầu xay sát thì vẫn còn ít. Các nhu cầu về văn hóa thông tin như nghe đài, xem tivi không có, nên người dân ít có cơ hội để tiếp nhận, tìm hiểu khoa học kỹ thuật qua các phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động lao động sản xuất cũng bị ảnh hưởng nhiều. Mọi công việc đều phải làm thủ công, năng suất thấp. Khi đường dây điện 0,4 kV được thi công, bà con rất vui và hy vọng từ nay cuộc sống sẽ sáng sủa hơn. Tuy nhiên, đường dây điện đã kéo xong, nhưng các hộ dân ở đây vẫn chưa được sử dụng điện. Thì cho đồng chí bà con nhân dân xóm là cũng đề nghị là cái dây điện
Ở cái thôn lò lửa phìn thì cũng kéo được trong cũng lâu rồi, nhưng mà trước kia cũng bảo đông địa có địa sử dụng vào cuối năm 2014 mà đấy bây giờ chưa có, thì đề nghị đảng nhà nước sẽ quan tâm đến bà con nhân dân ở trong thôn lò lửa phìn để kéo địa cho sử dụng sinh hoạt phục vụ sinh hoạt hàng ngày này, mới lại nhân dân ở trong thôn này sẽ mua được máy xác này, tivi này đấy để sử dụng phục vụ cho nhân dân bà con ở trên đồng bào thôn lò lửa phìn ạ. Các hộ dân ở trên đấy cũng đề nghị là nếu mà phải kéo điện cho các hộ 28 hộ như đấy. Cái nữa là tôi cũng đề nghị đảng nhà nước để quan tâm đến xóm lò lửa phìn để về đóng điện cho nhân dân bà con ở xóm để được sử dụng sinh hoạt trong hàng ngày, và nhân dân sẽ được mua máy xác, xay xác này, tivi này, các cái phục vụ nhân dân ở trên xóm. Ngoài mong muốn có điện để phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất của người dân, thì các thầy cô tại điểm trường Lò Lửa Phìn cũng mong có điện sớm để đảm bảo ánh sáng cho các em học sinh và các thầy cô thực hiện tốt công tác chuyên môn, dạy và học. Điểm trường thôn Lò Lửa Phìn có 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5 với 74 học sinh và một lớp mầm non. Theo chia sẻ của cô giáo Lý Thị Thơm cho biết, cứ vào những ngày mưa khi thời tiết không thuận lợi, nhất là mùa đông, thời tiết âm u thì lớp học không có đủ ánh sáng. Những hôm có sương mù dày, các em học sinh ngồi phía dưới không nhìn rõ chữ viết trên bảng đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giảng dạy. Vì vậy, cùng với bà con nhân dân, các thầy cô giáo tại điểm trường Lò Lửa Phìn cũng rất mong muốn có điện để thực hiện tốt hơn công việc chuyên môn của mình. Hiện tại thì vẫn chưa có điện. Những ngày mưa gió như này thì là ảnh hưởng đến học sinh rất là nhiều. Tại vì trong lớp thì lớp nhỏ nên trời rất là tối và âm u. Nhất là những ngày mưa gió và sắp tới là mùa đông rét mướt ạ, là rất là vất vả cho học sinh. Còn tôi cũng mong là chính quyền làm như thế nào để có điện sớm cho điểm trường và cho học sinh có thể học hành tốt hơn và không ảnh hưởng đến chuyên môn. Sau gần một năm chờ đợi, bà con nhân dân và cử tri thôn Lò Lửa Phìn rất mong các cấp có thẩm quyền, các ngành chức năng sớm vào cuộc giải quyết các kiến nghị của nhân dân. Đối với cấp ủy chính quyền xã Sùng Trà, cũng đề nghị Sở Công Thương cần sớm hoàn thành các hạng mục để đóng điện cho nhân dân sử dụng. Đồng thời, xã cũng đề nghị các đơn vị doanh nghiệp đến xã thi công các chương trình dự án phải thông qua xã để địa phương nắm bắt tình hình, cùng phối hợp nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn. Sở Công Thương đi làm việc trực tiếp mấy thôn, mấy cũng không thông qua xã để chúng tôi nắm bắt được, mà qua chúng tôi xuống kiểm tra tại cơ sở đấy, chúng tôi đã nhắc nhở tổ thi công. Yêu cầu đến ủy ban xã để là cái việc là báo cáo lại là cái thi công cụ thể thế nào, hai nữa là cũng là nhằm nắm bắt lại cái công tác trật tự nâng để trong công tác thi công, để tránh tình trạng trong quá trình thi công là có vấn đề vướng mắc thì cơ sở địa phương có cái thứ nhất là tạo điều kiện giúp đỡ, nhưng trong quá trình là chúng tôi xuống thực tế thì tổ thi công cũng không phối hợp, cũng không đến ủy ban để trình báo để mới ủy ban chính quyền ủy ban xã. Và chính vì vậy là cũng qua cái việc ở trên cũng mong Sở Công Thương tiếp tục kiểm tra đến đơn vị thi công cũng như ý kiến phản ảnh tại của 28 hộ của thôn Lò Lửa Phìn. Đến giờ phút này là cũng chưa kéo được điện vào. Nhân dân cũng mong muốn là tiếp tục là Sở Công Thương đến kiểm tra và kéo điện và để cho thực hiện cho nhân dân có cái điện sinh hoạt trong thời gian tới. Những ý kiến của người dân thôn Lò Lửa Phìn về việc đề nghị đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ kéo dây điện để sớm đưa điện về phục vụ cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người dân là rất thỏa đáng. Mong rằng các cấp có thẩm quyền, ngành chức năng sớm vào cuộc để đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đóng điện cho thôn Lò Lửa Phìn. Những kiến nghị của cử tri thôn Lò Lửa Phìn, xã Sùng Trà về xây dựng đường dây điện cũng đã khép lại chuyên mục ý kiến cử tri lần này. Cảm ơn các bậc cử tri, quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.